chào các bạn, mình là Tươi, mình đến từ Bát Tràng.info, chuỗi cửa hàng bán lẻ gốm sứ cao cấp Bát Tràng. Hôm nay thì xin giới thiệu đến mọi người một cái mẫu sản phẩm mới của bên mình, đó là sản phẩm tỏi hút tài lộc với cái màu men, đó là men hoàng thổ, họa tiết được vẽ theo lối chàm cổ. Bình thường thì mọi người thấy các sản phẩm của bên mình chủ yếu là nền trắng, họa tiết xanh lam, men rong cổ hoặc là họa tiết màu. Thì một cái màu men này, một cái men hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ cái dòng men chu đậu của Hải Dương. Nhưng mà Bát Tràng đã cải tiến đi một chút, đó là nền của nó sẽ không là dạn ở trong men nữa mà là nền trơn bóng. Thì có rất là nhiều khách hàng bảo là thích cái sản phẩm Bát Tràng nhưng mà không muốn cái loại màu mè mà nó quá lè loẹt, cũng không muốn cái kiểu xanh lam cổ truyền bởi vì nó hơi cổ nên là không hợp với không gian nhà của họ, thì muốn một cái màu vừa nhã nhặn vừa sang nhưng lại phải có một nét đấy là thủ công của Bát Tràng, thì cái dòng men này đã ra đời mọi người nhé. Thì cái này thực sự là nó cực kỳ là sang và nhã nhặn, được lựa chọn rất là nhiều làm quà biếu, quà tặng sếp đó. Cái men này thì cái họa tiết của nó là các mọi người nhìn ở bên ngoài ấy, thì nhìn kỹ nó sẽ có một chút gì đó xanh lá cây, nhưng mà cái này là xanh lá cây nó pha một chút với cái màu đen nên nó sẽ tạo ra cái màu kiểu xanh cổ như này, kiểu xanh vintage ấy. Đó, màu xanh cổ như này. Mẫu sản phẩm này của bên em đó là vẽ cảnh nhị cảnh nhá, một mặt là công danh phú quý và một mặt là thuận buồm xuôi gió. Hai cái mẫu này thì ý nghĩa thì mọi người chắc không phải nói nhiều rồi. Công danh phú quý là vẽ hình ảnh một cặp chim công và hoa đào với cái ý nghĩa đó là mong muốn cuộc sống gặp mọi sự phú quý, giàu sang, may mắn, tài lộc. Một mặt là vẽ hình ảnh thuận buồm xuôi gió. Hình ảnh thuận buồm xuôi gió này. Đó, với ý nghĩa là gặp mọi sự thuận lợi trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nên là thông thường khi mà người ta mời tặng tân gia hay là tặng khai trương hay là tặng thăng cấp thì người ta sẽ thường hay lựa chọn những cái hình ảnh có họa tiết đó là thuận buồm xuôi gió, như là một cái lời chúc. Chúc bạn là trong công việc này, trong cuộc sống và trong bất kể một cái gì đó thì sẽ luôn gặp mọi sự thuận lợi nhất. Đó, cái bình này thì có sản phẩm có chiều cao là 46cm, có chiều cao là 45cm nhé. Đường kính miệng là 16cm, bụng là 30, cao 46, miệng 18 và bụng là 30cm. Toàn bộ họa tiết thì đều được vẽ tay thủ công. Đó, bên trên là vẽ họa tiết hoa cúc dây này, hoa mẫu đơn cổ này. Dưới này thì được vẽ những cái hình ảnh hoa dây kết hợp với hồ lô. Đây là được làm triện cái như là chữ vạn ạ. Hai bên được cảnh thì sẽ được bổ khung bởi cái hình ảnh. Bây giờ thì mình sẽ quay zoom chi tiết cận cảnh để cho mọi người ngắm cái chi tiết sản phẩm vẽ tay và cái độ bóng men của bên mình. Mọi người có thể thấy cái độ bóng này, nhìn không khác gì là gương luôn. Họa tiết thì vẽ bằng tay nên là nét rất là rõ ràng và mềm mại, sắc nét. Mọi người chỉ chơi cái men hoàng thổ này, mọi người chỉ chơi chưa cần vẽ vàng lên cũng đã rất là đẹp và sang rồi. Mọi người có thể cái độ bóng này, họa tiết này, hình ảnh chim công hay là con thuyền thì nhìn rất là có hồn và có chiều sâu. Cái sản phẩm này thì mọi người có thể bày cho em ở kệ tủ này, kệ tivi hoặc là hai cái bên đôn ở phòng khách. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết sản phẩm và quay một số cái cách bày để cho mọi người ngắm. Ví dụ như cái mẫu sản phẩm bình tỏi này thì mọi người có thể bày hai bên đây. Thông thường phòng khách chúng ta sẽ thường có những cái đôn gỗ như thế này ở bên cạnh này, thì mọi người có thể bày ở như đôn này. Ví dụ hai bên mình có thể bày một cặp đây, một cặp như này. Em quay sâu cho mọi người nhìn thấy toàn cảnh. Mọi người có thể bày một cặp như thế này, hoặc là nếu mà chỉ có một chiếc đôn thôi thì mọi người sẽ bày một cái ở đây, bày một cái như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy có thêm cặp bình vào thì cái phòng khách của chúng ta trông rất là đẹp và sang trọng hơn rất là nhiều. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu đến mọi người mẫu sản phẩm tỏi hút tài lộc màu men hoàng thổ với cái cảnh đó là nhị cảnh, thuận buồm xuôi gió và công danh phú quý. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm cũng như là cần mua sản phẩm thì có thể liên hệ theo số điện thoại mình đặt trên video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.